xin chào quý anh chị các bạn ha. Tiếp tục là mình đây với series cho cá ăn. Mình sẽ cho nó một chút xíu. Mình giống như mình giữ nó các bạn. Các bạn thấy không? Nó rất là nhát, nó xây nó trốn mất tiêu. Mình sẽ dùng đồ ăn để mình dụ nó ra. Kiên nhẫn nha các bạn. Số lượng mồi rất ít, không lao ra là sẽ không có đồ ăn, nên bắt buộc nó sẽ về. Rồi, hết đồ ăn rồi, về liên tục. Các bạn thấy mình đi cá nước cá trong không? Rồi, mình rất ít thay nước các bạn. Một phần là không có thời gian, một phần là do mình lười nữa. Rồi về cơ bản thì nước của mình cũng trong, cá khỏe nên mình cũng ít thay. Tại vì khi mà các bạn thay nước mỗi ngày con cá nó quen không sao, nhưng mà cái nước các bạn thay mà không có đảm bảo á thì cá nó sẽ bị nấm, hoặc là cá nó sẽ bị sốc nước, nó sẽ mệt các bạn. Nên đa số là mình chỉ chăm thêm thôi. Mà thường là chăm nước là khi nào? Mình chỉ chăm nước vào khoảng giờ này các bạn, buổi trưa khoảng 3 giờ. Nước thì mình đã trữ trên bồn qua đêm ha. Xong rồi để cho qua đêm để cho nước nó ổn định. Mình xài nước giếng các bạn. Các bạn xài nước máy hay là nước mưa thì cũng phải xử lý thôi. Nghe bạn thấy giờ nước không? Rồi, mình sẽ thả nước ha. Các bạn thả nước từ từ thôi, tại vì cái này á là mình chăm nước thì càng chậm càng tốt, để con cá nó không bị sốc. Mình tự động nhiều á nó sẽ sợ, nhưng mà không sao cả, nó sẽ quen thôi. Cho con ếch nó đói thì tự động rồi nó cứ chạy ra. Để mình chăm nước không, rất từ từ. Thường á, người ta nuôi á thì định kỳ lâu lâu người ta sẽ bắt con cá lên, người ta đo xem nó có dài ra, xem nó phát triển không, nó có lớn không. Còn mình ở đây thì mình lười bắt các bạn, tại vì nó ngán vậy, mỗi lần bắt nó phải trả hết nước rồi phải vớt nó vô trong người thấy đấy rất cực. Mình chỉ đo nó thì mỗi lần nó có bệnh thì mình đem lên mình xử lý thì mình đo thôi, rồi không mình cứ nuôi tới, mình cứ cho ăn tới vậy thôi. Chủ yếu nuôi cá để ngắm vị trí các bạn, chứ không phải họ nuôi chuyên nghiệp, họ nuôi để đo con đo đong đếm cái thứ. Cái mỗi lần đúng nhất là nó chạy các bạn. Nước thì mình cũng mỗi ngày mình chăm một ít thôi, để các bạn thấy cái thác nước nó chảy không. Cho mình lại nét rồi. Cái nước chảy sẽ bốc hơi, rồi nắng nóng nó bốc hơi. Mình phải chăm thêm vô. Có một cái này các bạn lưu ý giùm mình ha, mỗi lần mình thay nước á thì mình sẽ cho thêm một ít muối để ăn các bạn. Mục đích của muối ăn là để cho cá nó khỏe hơn thôi, nó sát khuẩn nhẹ các bạn. Muối ăn ha, tỷ lệ là 1 ký với 1 khối nước, nhưng mà mình ở đây mình chăm ít hơn, mỗi lần chút thôi, không đến 1 ký. Bịch này là bịch 1 ký nha các bạn.
nha, bịch này là bịch 1 kg. Đó, mình sẽ chăm ít hơn chút xíu thôi, tại vì mình chăm nước ít nên mình chăm muối cũng ít. Để muối lên nó sẽ trắng nước chút xíu các bạn, nhưng không sao cả, chút xíu nữa nó sẽ hết. Nước này mình cũng không cần phải hòa tan nữa các bạn, mình cứ đại đại đi. Đó, chút xíu nước chảy rồi xay 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 nó sẽ tan thôi. Mình mà nhúc nhích đấy các bạn, nó sẽ bỏ chạy, nhưng mà chẳng sao cả, mình tập cho nó quen mà, nó cứ chạy mai mốt rồi nó sẽ quen thôi, nó cũng dạng hơn trước nhiều các bạn. Các bạn cùng mình đánh cá trước ha. Đó, lời nó ra. Cho nó thêm miếng đồ ăn nha các bạn. Này có một số anh chị á thì tập cho nó ăn thì vỗ tay rồi tạo tiếng động. Mình đây mình cứ lười thôi, mình cứ đưa cái mặt mình ra cho nó ngó thôi các bạn. Xem ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.